Baby bus. Xin chào, chào mừng đến với hành tinh thói quen tốt. Đó là người bảo vệ sức khỏe. Có rất nhiều điều xảy ra ở đây mỗi ngày và mọi người cần bọn tớ giúp đỡ. Bây giờ chúng ta sẽ giải quyết vấn đề gì? Hãy xem có chuyện gì đang xảy ra ở đây. Mình nên làm gì đây? Hãy bắt đầu ngay thôi. Người bảo vệ ơi, làm thế nào để mình giúp gia đình? Hãy giúp họ nào. Mọi người trong nhà đều yêu mình. Hôm nay mình muốn giúp đỡ mọi người. Thay vệ sinh thật bẩn, hãy lau dọn nào. Hãy tắm cho cún con. Mèo con và cún con đói rồi, cho chúng thức ăn nào. Mình yêu các cậu, mèo con và cún con dễ thương à. Cùng giúp thêm nhiều thành viên trong gia đình nào. Ông ơi, để cháu lau mồ hôi cho ông. Cảm ơn cháu yêu. Ông ngồi nghỉ và uống nước đi. Cháu có thể giúp ông chăm sóc chậu cây không? Hãy giúp ông đặt chậu cây lên giá đỡ. Nhớ tưới nước. Ông cũng nuôi nhiều gà con. Hãy cùng đi xem nào.
Hãy cho gà con ăn nào. Gà con buồn ngủ rồi, cho chúng vào chuồng nào. Cháu tuyệt nhất, cháu yêu. Cảm ơn cháu, ông yêu cháu. Cháu cũng yêu ông. Cùng giúp thêm nhiều thành viên trong gia đình nào. Thiếu mất và bức ảnh trong cuốn album rồi. Bà đừng lo lắng, cháu sẽ tìm giúp bà. Hãy tìm các bức ảnh cho bà. Bà đã tìm thấy một bức ảnh rồi, tuyệt vời. Một cái nữa, mắt bạn tính thật đấy. Nhanh lên nào, tìm cả bức ảnh cuối nữa. Tuyệt, đã tìm được hết ảnh của bà rồi. Chị này bà ơi, cháu đã tìm được hết toàn bộ ảnh rồi. Cháu tuyệt lắm, cháu yêu. Giờ giúp bà dán ảnh nhé. Bị lọc ra, hãy cố định bằng băng dính. Cùng chụp ảnh nào bà ơi. Cảm ơn cháu, cháu yêu. Bà yêu cháu. Cháu cũng yêu bà. Giúp đỡ gia đình là mình cảm thấy thật vui. Hãy chụp ảnh nào. Đến chụp hình với mọi người nào. Ảnh trông thật tuyệt. Mình yêu gia đình. Ảnh trông thật tuyệt. Ảnh trông thật tuyệt.